Cô chào tất cả các em học sinh khối 6 của trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Hôm nay cô trò chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở một tiết học vô cùng bổ ích và thú vị. Nào, chúng ta cùng bắt đầu các em nhé. Chúng ta cùng đến với tiết 54-55, kể lại một trải nghiệm của bản thân. Em thấy nếu việc đọc một câu chuyện về trải nghiệm của người khác có thể giúp em học được kinh nghiệm của họ và hiểu mình, thì việc viết về chính những gì trải nghiệm của bản thân mình sẽ cho em cơ hội được giải bày, sẻ chia. Những trải nghiệm của em vì thế sẽ càng trở nên có giá trị khi được lan tỏa đến nhiều người. Vậy làm thế nào để kể lại câu chuyện về trải nghiệm của bản thân thật hấp dẫn và lôi cuốn người đọc? Bài học hôm nay sẽ giúp các em trả lời câu hỏi ấy. Em hãy kể lại một vài trải nghiệm của bản thân em xem nào. Bây giờ, để giúp các em có thể kể lại những trải nghiệm của bản thân một cách suôn sẻ, chúng ta đi vào phần hình thành kiến thức các em nhé. Bây giờ, chúng ta cùng đi vào phần thứ nhất. Tìm hiểu tri thức về kiểu văn bản. Các em thấy đặc điểm kiểu bài kể lại trải nghiệm của bản thân. Cô ví dụ ở bài học đường đời đầu tiên. Ngôi kể: các sự việc được sắp xếp theo trình tự, phương thức biểu đạt. Bài học rút ra: chúng ta thử hoàn thành. Ở phần ngôi kể, bài học đường đời đầu tiên được kể theo ngôi thứ nhất. Các sự việc được sắp xếp theo trình tự như thế nào? Ở đây là trình tự thời gian. Về phương thức biểu đạt, kể kết hợp với tả biểu cảm. Bài học rút ra cho chúng ta đó là không nên ngông cuồng và hóng hách. Sau đây chúng ta cùng đến phần thứ hai, bắt đầu phân tích kiểu văn bản. Bây giờ chúng ta cùng đến với phần hướng dẫn phân tích kiểu văn bản, kể lại một trải nghiệm của bản thân ở sách giáo khoa trang 107. Ai cũng từng có một thời thơ ấu hồn nhiên vô tư. Thời thơ ấu ấy đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Có những trải nghiệm đã trở thành bài học hữu ích, như câu chuyện đã xảy ra với tôi năm lên 10. Làng tôi vốn rất thanh bình, yên ả, với một dòng sông êm đềm chảy qua làng. Những bãi cát vàng ven sông đã trở thành nơi vui chơi lý tưởng của bọn trẻ chúng tôi. Ngày đó tôi mới bắt đầu biết bơi. Vào những trưa hè, nắng như đổ lửa, chúng tôi thường rủ nhau ra tắm sông và bơi lội thỏa thích dưới làn nước trong veo, mát lành của dòng sông. Điều ấy khiến tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Do mới biết bơi nên tôi chỉ bơi men theo bờ. Mẹ tôi cũng thường dặn tôi không được mạo hiểm bơi ra giữa sông và không hài lòng khi tôi tham gia vào những cuộc vui ấy. Tuy nhiên, thỉnh thoảng, do ham vui, tôi vẫn trốn mẹ ra bờ sông chơi cùng bọn bạn. Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá banh xong, chúng tôi rủ nhau ra sông tắm. Vào mùa hè, nước sông thường cạn, nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông. Tắm mãi cũng chán, nên chỉ một lát sau, đám bạn tôi đã nảy ra ý định tổ chức một cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng. Trước sự cổ vũ, thách thức của đám bạn, tôi đã nhận lời thách đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn, quyết liệt. Với tất cả sức lực của mình, tôi đã cố bơi thật nhanh, nhưng không hiểu sao thằng bé làng bên nhỏ hơn tôi 2 tuổi vẫn đeo bám. Tôi quyết liệt. Tôi chỉ biết cắm mặt, sải tay thật dài, đạp nước thật khỏe để tiến về phía trước. Đến khi nhìn lại, tôi nhận ra mình đã bơi khá xa bờ. Bỗng nhiên tôi thấy bắp chân đau điếng và tôi không thể điều khiển được nó theo ý mình nữa. Chuột rút, tôi phải làm gì đây khi bốn bề xung quanh chỉ toàn là nước, còn đám bạn thì ở khá xa.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình đang bị chính dòng nước hút xuống. Tôi cố ngồi lên mặt nước để kêu cứu, nhưng càng vùng vẫy lại càng chìm nhanh hơn và không thể thở được nữa. Tôi sợ hãi tột độ. Bỗng nhiên có một ai đó kịp thời đến bên tôi, nâng đầu tôi lên khỏi mặt nước và kéo tôi vào bờ. Thì ra một người làng đang đi câu cá gần đấy đã nghe tiếng tôi và đám bạn kêu cứu, nhanh chóng bơi ra và đưa tôi vào bờ. Thoát chết, tôi hối hận vô cùng vì đã không nghe lời mẹ, chỉ vì quá chủ quan khi nước nông và ham vui mà suýt nữa thì mất mạng. Trải nghiệm ấy đã đem đến cho tôi một bài học sâu sắc, đó là cần vâng lời người lớn và chỉ nên bơi lội nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn. Nhóm biên soạn. Câu chuyện được kể bằng ngôi thứ mấy về các em? Nhờ vào đâu em nhận ra được ngôi kể ấy? Câu chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất phải không các em? Ở đây chúng ta bắt gặp nhân vật xưng tôi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau hoàn thành những sự kiện chính trong câu chuyện vào phía học tập dưới đây các em nhé. Dưới đây là những sự kiện. Sự kiện 1, sự kiện 2, sự kiện 3, sự kiện 4, sự kiện 5, sự kiện 6. Chúng ta thử cùng nhau hoàn thành các sự kiện của câu chuyện vào trong những cái ô này xem. Sau đây là những sự kiện chính. Em thấy ở làng nhân vật tôi có con sông chảy êm đềm qua làng. Con sông này rất xanh mát và là nơi mà đám trẻ trong làng thường rủ nhau ra tắm sông. Buổi trưa hôm ấy, sau khi đá bóng thì đám trẻ đã rủ nhau ra sông tắm và nảy ra ý định sẽ tổ chức cuộc thi bơi giữa đám trẻ trong và ngoài làng. Nhân vật tôi đã nhận lời thách đấu và bơi thật nhanh. Và sau đó nhân vật tôi nhận ra mình đã bơi khá xa bờ. Giữa lúc này thì có một sự kiện xảy ra, đó là bắp chân bị chuột rút và đau đớn. Nhân vật tôi sợ hãi tột độ, vội vàng kêu cứu. Một người làng đi câu cá gần đấy đã nghe thấy tiếng kêu cứu và nhanh chóng bơi ra dìu đưa tôi vào bờ. Nhân vật tôi đã rút ra bài học chỉ nên bơi lội nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn. Em hãy chỉ ra những chi tiết nhân vật tôi sử dụng yếu tố miêu tả khi kể lại trải nghiệm. Việc sử dụng các yếu tố đó có tác dụng gì? Em thấy một số chi tiết có sử dụng yếu tố miêu tả trong bài văn như sau. Vào mùa hè, nước sông thường cạn nên chúng tôi tung tăng bơi lội, trêu đùa rộn rã cả một góc sông. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, gay cấn và quyết liệt. Việc sử dụng các yếu tố miêu tả giúp cho bài văn thêm sinh động, hấp dẫn và cuốn hút người đọc, người nghe. Em thấy nhân vật tôi đã nhận ra ý nghĩa gì của sự trải nghiệm trên? Và vì sao ý nghĩa đó được trình bày trong đoạn cuối của bài văn? Nhân vật tôi đã nhận ra sau trải nghiệm ấy là bài học sâu sắc, đó là chúng ta cần phải nghe lời của bố mẹ và chỉ nên bơi lội ở nơi an toàn, có sự giám sát của người lớn. Và ở đây chúng ta thấy ý nghĩa đó đã được trình bày trong đoạn cuối của bài văn, thể hiện ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân, cũng như là một lời nhắc nhở, một sự ghi nhớ lại một cách sâu sắc hơn. Từ câu chuyện trên, em học được điều gì về cách kể lại một trải nghiệm của bản thân?
Và sau đây là một số kinh nghiệm khi kể lại trải nghiệm của bản thân. Thứ nhất, dùng ngôi kể thứ nhất để kể. Em thấy ngôi kể thứ nhất sẽ gợi lên cho chúng ta sự tò mò, hấp dẫn. Chúng ta cũng có thể giới thiệu sơ lược về trải nghiệm, đồng thời kết hợp kể và miêu tả để sự diễn đạt thêm thu hút và hấp dẫn. Trình bày các sự việc theo một trình tự hợp lý, có thể là trình bày theo thời gian, không gian và những nhân vật có liên quan. Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân. Và cuối cùng, lưu ý bài văn phải đảm bảo bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn các em viết theo quy trình. Đề bài: viết một bài văn khoảng 400 từ kể về trải nghiệm của bản thân. Sau đây chúng ta cùng đi vào bước 1, chuẩn bị trước khi viết. Chúng ta cùng đi vào phần mở bài, giới thiệu về thời gian, không gian, cảm xúc chung. Phần thân bài, chúng ta giới thiệu về địa điểm, thời gian xảy ra câu chuyện, nhân vật. Đây là văn kể chuyện nên sẽ có một chuỗi các sự việc. Các em có thể liệt kê các sự việc, sự kiện theo trình tự thời gian, không gian của từng sự kiện, sự việc ấy. Phần kết bài, ý nghĩa của trải nghiệm, bài học kinh nghiệm rút ra là gì? Và chú ý, trong suốt quá trình làm bài, chúng ta biết kết hợp giữa yếu tố kể và yếu tố tả hoặc bộc lộ cảm xúc để bài văn của mình thêm hay và sâu sắc các em nhé. Chúng ta cùng đến với bước 2, tìm ý và lập dàn ý. Sau đây là phiếu ghi chép câu chuyện về trải nghiệm của tôi. Tôi muốn kể câu chuyện gì? Kể cho ai nghe. Chuyện xảy ra ở đâu? Khi nào? Những sự kiện gì mà tôi còn nhớ? Cảm xúc, suy nghĩ của tôi lúc đó như thế nào? Sự kiện đã xảy ra có ý nghĩa gì với tôi? Các em cần phải hoàn thành phiếu ghi chép này. Sau khi đã có dàn ý rồi, chúng ta bước sang bước 3, tiến hành viết bài. Và cuối cùng chúng ta đến với một bước vô cùng quan trọng mà các em thường hay bỏ qua. Đó là bước 4, xem lại, chỉnh sửa và rút kinh nghiệm. Chúng ta có thể xem lại bài văn của mình, chỉnh sửa lỗi chính tả, lỗi viết câu, lỗi diễn đạt và rút kinh nghiệm cho những lỗi sai của bản thân để lần sau chúng ta làm bài cho tốt. Sau đây, cô giới thiệu với các em bản kiểm lại bài viết, kể lại một trải nghiệm của bản thân. Các phần của bài viết bố cục 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Phần nội dung kiểm tra đạt hoặc chưa đạt. Ở phần mở bài, chúng ta dùng ngôi thứ nhất để kể, giới thiệu sơ lược về trải nghiệm, dẫn dắt chuyển ý, gợi sự tò mò, hấp dẫn với người đọc. Thân bài, em trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện. Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan. Trình bày các sự việc theo một trình tự rõ ràng, hợp lý. Biết kết hợp kể và tả. Sự việc này nối tiếp sự việc kia một cách hợp lý. Kết bài, nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân hoặc bài học rút ra. Các em có thể dựa vào phần nội dung kiểm tra này để đánh giá viết của mình đạt hoặc chưa đạt ở những mức độ như thế nào các em nhé.
Trên đây cô vừa hướng dẫn cho các em về cách viết kể lại một trải nghiệm của bản thân, và hy vọng tiết học này sẽ giúp cho các em nắm vững về phần nội dung và biết kể lại những trải nghiệm của bản thân mình một cách thú vị và cuốn hút. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi và luôn khỏe mạnh nhé. Hẹn gặp lại các em ở những tiết học sau. Thân mến chào các em.